Dù đã nửa tháng trôi qua kể từ khi thi thể nạn nhân được người dân địa phương phát hiện, nhưng đến nay, người dân ở xã Ê Lê, huyện Chư Bư, tỉnh Gia Lai vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng đau lòng và càng ớn lạnh hơn với những lời khai của cả nghịch tử vô nhân tính. Bé trai giúp cảnh sát xác định nghi phạm phi tang thi thể mẹ. Hot girl Phan Thủy Tiên nói gì về việc hơn 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc? Ca sĩ Quách Tuấn Du lên tiếng sau khi bị tố biểu diễn bên cạnh Cờ Ba Sọc. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ca nhiễm khuẩn ăn thịt người Whitmore. Bé trai giúp cảnh sát xác định nghi phạm phi tang thi thể mẹ. Dù đã nửa tháng trôi qua kể từ khi thi thể nạn nhân được người dân địa phương phát hiện, nhưng đến nay, người dân ở xã Ê Lê, huyện Chư Bư, tỉnh Gia Lai vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng đau lòng và càng ớn lạnh hơn với những lời khai của cả nghịch tử vô nhân tính. Long, 14 tuổi, cho đàn bò ăn cỏ trong rẫy điều thuộc thôn 6, xã Ê Lê, huyện Chư Bư, giáp ranh huyện Ia Hơ Leo, Đắk Lắk, chiều muộn ngày 26 tháng 9. Cậu bé chợt nhớ hơn tuần trước từng thấy Nguyễn Văn Tiến Đào lấp hố ở bãi đất trống gần đấy nên tò mò đến xem. Càng đến gần khu vực bị đào xới nham nhở, Long càng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Bất ngờ cậu bé trông thấy vật lạ dưới chân giống như xương sọ. Ngay cạnh đó là một cánh tay và chân người lộ ra dưới lớp đất mỏng. Long hoảng hốt chạy về nhà gọi người lớn. Công an huyện Gia Lai đã khám nghiệm hiện trường, khai quật tử thi ngay trong đêm, xác định nạn nhân là bà Lê Thị Vân, 60 tuổi. Vùng đầu thi thể có 5 vết thương do vật sắc nhọn gây ra, cánh tay trái bị đứt lìa. Bà Vân được chôn lấp sâu khu vườn của mình, cách nhà khoảng 200m. Căn nhà đóng cửa suốt nhiều ngày, bên trong không có xáo trộn. Người con trai út của nạn nhân là Nguyễn Văn Tiến không có ở địa phương, điện thoại mất liên lạc. Hai người con khác và chồng của bà Vân bị bệnh, mất từ nhiều năm trước. Cuộc sống sinh hoạt của bà Vân và Tiến gần như biệt lập, rất ít tiếp xúc với hàng xóm. Nam thanh niên này bỏ học từ năm lớp 10, nghiện game, sống khép kín không bạn bè nên cảnh sát không lấy được nhiều thông tin phục vụ cho công tác điều tra. Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra dưới sự giám hộ của mẹ, Long kể hơn một tuần trước trong lúc chăn bò qua khu vườn của bà Vân đã trông thấy Tiến cầm cuốc đào đất, vung thành đống, trùng khớp với vị trí phát hiện thi thể. Tuy nhiên khi cậu bé đến gần thì bị Tiến đuổi đi, sau đó hỏi số điện thoại người mua bò. Người buôn bò ở thôn Hòa An, thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bư khai hôm 18 tháng 9 nhận được điện thoại của Tiến kêu đến nhà bán 5 con bò, 4 con dê với số tiền là 45,5 triệu đồng. Khi ông này hỏi người thân của Tiến đâu thì anh ta nói mẹ ốm nằm viện, phải bán bò để lấy tiền chữa trị. Lần theo dấu vết từ các mối quan hệ trước đó của nghi phạm, cảnh sát xác định Tiến đang lẩn trốn trong phòng trọ ở Hà Nội. Tuy nhiên khi các trinh sát tiếp cận thì bị chậm một bước, nghi phạm đã di chuyển vào Nam. Đến ngày 1 tháng 10, được người dân trình báo thanh niên thuê trọ ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có đặc điểm giống như người trong lệnh truy tìm, lực lượng chức năng lập tức tiếp cận mời Tiến về trụ sở làm việc. Nghi phạm nhanh chóng thừa nhận hành vi, cho biết sau một đêm thức trắng chơi game, sáng ngày 18 tháng 9 cùng mẹ đi vắt cỏ vườn điều sau nhà. Một lúc sau, anh ta nhiều lần xin mẹ tiền đi chơi game, nhưng bà không cho. Bị mẹ la mắng, Tiến tức giận dùng dao rựa tấn công bà từ phía sau. Sau khi gây án, Tiến đào hố cạn ở vườn điều, chôn xác mẹ. Anh ta gọi người đến bán hết bò dê trong nhà được hơn 45 triệu đồng, mua thẻ nạp game hết 5,5 triệu đồng và mua điện thoại 17 triệu rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Tiến tỏ ra ăn năn vì sát hại mẹ. Thiếu tá Vinh nói cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố hắn về tội giết người. Kết quả thực nghiệm hiện trường thể hiện bị can đã gây án một mình, phù hợp với tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Hot girl Phan Thủy Tiên nói gì về việc hơn 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ? Vụ việc gần 10.000 chai nước hoa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ được cơ quan quản lý thị trường thu giữ tại công ty cổ phần tập đoàn Zebali đang gây xôn xao dư luận. Trước đó, vào ngày 3 tháng 10, đoàn kiểm tra của Tổ Thương mại Điện tử, Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương có mặt tại tòa nhà Eco Green, đường Nguyễn Xiển, thành phố Hà Nội đã ghi nhận địa điểm kinh doanh thuộc sở hữu của công ty cổ phần tập đoàn Zembali. Công ty này do ông Công Văn Trung làm tổng giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện hơn 10.000 chai nước hoa đang được để tại kho của công ty và đơn vị này chưa xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Bà Phạm Thị Minh Phương, Phó trưởng phòng nghiệp vụ 3, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết, qua làm việc sơ bộ thì bà Phan Thủy Tiên cho biết, hàng hóa là do chủ hàng thuê bà livestream, khi bà Tiên bán được sản phẩm thì bà sẽ được thanh toán qua kênh TikTok. Theo bà Phạm Thị Minh Phương, trong thời gian tới, Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ làm việc với các sàn thương mại điện tử để tuyên truyền cho các cá nhân kinh doanh online hiểu rõ được bản chất của hàng hóa và cũng hiểu biết thêm pháp luật về quy định hàng hóa như thế nào và họ có thể đủ quy định để bán cũng như lưu thông trên thị trường. Theo bà Phan Thủy Tiên, hiện nay bà chưa xác định khi nào sẽ quay lại livestream bán hàng. Trước mắt tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ quy trình bán. Đối với những người thuê bán hàng, quảng bá, tôi sẽ làm rõ và yêu cầu cung cấp đầy đủ giấy tờ, khâu nhập hàng, kiểm định chất lượng để giao hàng nhằm đảm bảo rằng mọi sản phẩm được phân phối đều có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Bà Phan Thủy Tiên cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng về những phiền toái gây ra trong thời gian qua. Cô cho biết thêm, vụ việc lần này là một bài học lớn cho tôi trong việc bán hàng qua kênh mạng xã hội của cá nhân. Tôi luôn đặt lợi ích và sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu, mang lại sản phẩm tốt với giá thành hợp lý đến tay của khách hàng trong thời gian sau này quay lại. Ca sĩ Quách Tuấn Du lên tiếng sau khi bị tố biểu diễn bên cạnh cờ Ba Sọc. Sau khi bị tố biểu diễn bên cạnh cờ Ba Sọc vào tối qua ngày 10 tháng 10, ca sĩ Quách Tuấn Du đã chính thức lên tiếng về sự việc. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân của mình, nam ca sĩ xác nhận mình đã được bất ngờ mời lên sân khấu trong một chương trình nhân đạo do một nhà chùa tại Mỹ tổ chức và anh không phải là ca sĩ chính thức trong các hoạt động quảng cáo của chương trình. Nam ca sĩ cũng khẳng định, tôi luôn có ý thức và luôn tự có trách nhiệm với mình, lòng yêu quê hương nhân đạo luôn nằm trong mục tiêu trước đây hay sau này của tôi. Quách Tuấn Du cũng thừa nhận là anh tuy không học cao, nhưng biết đâu là sự tôn trọng và luôn lắng nghe tiếp nhận, tôi luôn nhỏ bé. Tôi không đủ tư cách làm điều gì ngoài giới hạn của một công dân Việt Nam. Kết thúc bài đăng trên, nam ca sĩ chia sẻ mình là một người thực khách ăn chay và đã có hành động đóng góp, gây quỹ cho các ngôi chùa tại Mỹ, cho đồng bào miền Bắc chịu thiệt hại do bão lũ trong thời gian vừa qua. Trước đó, vào tối ngày 8 tháng 10, cư dân mạng xã hội đã truyền tay bức ảnh được cho là của ca sĩ Quách Tuấn Du trong một sự kiện mới đây tại Mỹ. Và đáng chú ý, bên cạnh sân khấu có xuất hiện lá cờ Ba Sọc. Ngay lập tức, hình ảnh trên đã nhận được phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Whitmore. Ngày 10 tháng 10, bác sĩ Phó Thiên Phước, khoa hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị nhiễm Whitmore, thường được gọi là vi khuẩn ăn thịt người, nguy kịch tính mạng. Nữ bệnh nhân là chị Mai Linh, 33 tuổi, đến bệnh viện gần nhà trong tình trạng sốt cao, khó thở kéo dài 3 ngày liên tục. Sau khi nhập viện, bệnh diễn tiến rất nhanh, khiến chị Linh rơi vào tình trạng suy hô hấp, phải thở máy. Sau 24 giờ nhập viện, bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn nên được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tại đây, bệnh nhân được hồi sức chuyên sâu. Qua thăm khám, chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị tổn thương phổi lan tỏa hai bên, chiếm gần 70% thể tích cả hai phổi. Người bệnh đã được đặt hệ thống oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, VVECMO. Sau 48 giờ nhập viện, qua kết quả cấy máu xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân dương tính với vi khuẩn ăn thịt người, bệnh Whitmore. Đây là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Sau 4 ngày điều trị tích cực, các bác sĩ đã từng bước kiểm soát tổn thương phổi và tình trạng suy hô hấp nặng cho bệnh nhân. Sức khỏe của người bệnh dần được cải thiện. Sau 2 tuần điều trị, nữ bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn, đủ điều kiện xuất viện. Sau khi thoát khỏi cửa tử, nữ bệnh nhân cho biết, tôi có thói quen đi chân trần trên mặt đất khi tập thể dục ở công viên để tăng sự nhạy cảm của chân và giúp cơ chân chắc khỏe. Có lẽ vì thói quen này, tôi đã bị nhiễm bệnh nguy hiểm này. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện An Biên bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Ngày 10 tháng 10, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bị can cho tại ngoại đối với một viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện ở tỉnh Kiên Giang về hành vi nhận hối lộ. Theo đó, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện An Biên, về hành vi nhận hối lộ. Hiện bị can Nguyễn Thanh Đó được Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra vụ án. Một cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho hay, ông Nguyễn Thanh Đó, 52 tuổi. Trước khi bị khởi tố, ông Nguyễn Thanh Đó từng công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Thuận. Sau đó, ông đó được điều động về huyện U Minh Thượng.
Ông Nguyễn Thanh Đó mới chuyển về huyện An Biên làm viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện hơn một năm nay. Chủ yếu là liên quan đến các vụ án chậm xử lý của người dân nên họ tố cáo. Vụ việc này xảy ra trong thời gian dài. Một cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.